Ừ, quên quên quên, can can cancel là đâu, kéo đâu, đâu, ai kéo đâu, ui quên mất, mất tóc rồi, ai kéo đâu, nào ai kéo đâu, bên này có phải độc chiêu đéo đâu anh em, các sẽ là cần như thế, ông nào bảo ghét độc chiêu vậy, đây, thì phải tí nữa thì nhầm đấy anh em nữa, đây, kéo bên này là các sẽ là cần, giết đi các sẽ là cần mốt, it's high will sẽ là cần, one up to, same attitude fighter, author, gozer, official. Sao lại có Vike với cả Versailles đấy nhỉ? Sao lại có Vike với cả Versailles đấy nhỉ? Vẫn 200 cả. Có thể hạ kèo 5-0 được không? Snacking Việt. Snacking Việt anh em ạ. Có thể hạ kèo 5-0 được không? Kèo 6-0 nghe chừng khó chịu đấy nhỉ? Hèm vách cả cứt cái kèo này. Kèo 6-0 hèm lắm. Kèo 6-0 này hèm lắm. Trước kìa. Ô mẹ. Cả phẩy 5 led. Kèo 6-0 này hèm lắm, hạ kèo xuống như 5-0 thôi. Hạ xuống 5-0 thôi Phạm Huy ơi, thỉnh dụ nỡ thua một game mà có động lực đánh tiếp thì bây giờ thua một game cái mẹ quẳng luôn, đéo động lực gì nữa luôn. Hạ kèo xuống đi. Hạ kèo 5-0 thôi chứ lại 6-0 căng quá. Đã tông sư lưu mà 5-0 thì người ta cười vào mặt mất, đâu là tông sư mõm. Mẹ có ai nhận được tông sư Ryu bao giờ đâu. Trời ơi, Dũng CT ơi, anh tông sư mõm em ơi. Tông sư Ryu thì anh sợ đéo được cái kèo 6-0 này. Một tội mõm. Mõm em à. Được tông sư Ryu thì nó lại khác. Đây tông sư mõm. Ôi trời ơi, mày có nhất thiết phải mang 5 led vào luôn như vậy. Thằng chiến thế nhở. Mình nhóng nghĩ nó mang 5 led luôn vào nhịp này nhá. Thằng Snack Kinh Việt này. Hơi khét đấy. Mang 5 led vào để làm gì xong để mức nộ cho hai con này. Ảo ma Kara thế mẹ vậy. Kìa này mang mây ly vào. Được mẹ. Có tên nghe quen ác à. Bởi lốc cũng phải giết mày chứ. Đã ổn rồi. Một lúc mà đéo giết được nó thì hết cứt rồi. Làm gì còn cái kèo này nữa. 11 giờ thì ông Huy ạ. Ông mẹ bên ông 1 giờ thì ông đéo đi ngủ à. Bên tôi 11 giờ thì bên ông mẹ 1 giờ đêm, 11 giờ sáng thì ông đéo đi ngủ. Ông định thức đến bao giờ nữa mà ông đòi vào kèo nữa. Ông định vào kèo nữa đến bao giờ. Mẹ bên ông 1 giờ sáng thì ông vẫn còn thức. Tôi chịu ông rồi. Bên tôi anh em 11 giờ buồn ngủ rúi rụi đi. Ông vẫn còn thức để ông vào kèo. Tôi chịu rồi. Sợ 5 led nó khoan. Hoài nhờ, đang nghỉ lễ à? Ai là mới đi Đà Lạt tháng 12 hôm sau, đang tính qua tháng 3 đi Trung Quốc chơi một chuyến. Úi dồi ôi, sướng nhỉ. Nếu mang vào giết mày có lỗi với xã hội quá nhỉ. Lỗi thật đi không? Con 5 led này thôi hỏng rồi, điểm quá. Điểm với con 5 led này quá rồi. Nó còn lốc từ đầu game đến cuối game ạ. Để con 5 led nó làm vua làm chúa ở chỗ này à? Đã dính chảy máu chẳng đeo sống được nữa. Ôi trời ơi. Sao nghĩ mà nó cay chứ. Còn cái loại mẹ báo cô này. Tao lại chúng mày. Mẹ toàn nuôi báo cô trong nhà này. Bên kia thì mẹ mày nó xịt xò bao nhiêu nhà mình toàn báo cô đấy ạ. Bó tay thật đi. Thế nào thì bồ lốc mà leo đú kiểu ạ. Sợ thật đi mẹ. Đúng báo cô trong nhà thật. Mẹ game này thắng được chắc rồi. Cảm ơn trời Phật quá. Để nuôi toàn báo cô rồi. Sợ đánh đéo tí đam nào. Đánh giải 30 năm là nghỉ hưu đi chơi với vợ con là được rồi anh ơi. Tuần lý khổ quá em ạ. Cuộc sống khó khăn luôn. Bán báo cô trong nhà, mẹ bên nó mẹ bờ lốc ngon bao nhiêu thì bên mình phèn chúa bấy nhiêu. À đấy, mẹ mày may quá được một thằng mẹ không báo cô đây rồi. May quá.
May quá anh em ạ. Mày có Lulu hồi sinh vậy, ít nữa là đỡ được rồi. Mày trăm ngàn phương ngàn kế rồi. Ok là Lulu đấy, mày quá. Đứng ít nhất là thằng này cũng báo cô nhưng mà không đến nỗi phải báo nhà. Chưa đến nỗi phải báo nhà anh em ạ. Chưa đến nỗi phải báo nhà. Chưa đến nỗi phải báo quá anh em ạ. Ô, bên đấy lại ở đúng cái Trung Quốc, không có fake, không có YouTube, ở Trung Quốc này. Đất nước độc quyền anh em, độc quyền, không có cái gì cả. Trung Quốc độc quyền anh em. Wow, hôm nay phá rất nhiều kỷ lục. Hôm nay hơn 100 người xem, đây, xem đồng thời cao nhất. Ờ, thì đó là được 99 người xem đồng thời cao nhất. Được 109 lượt xem. Gera Faku. Gera Faku à. Vậy là có tư chất 15 rồi. Càng nhỉ. Vậy là có tư chất 15 rồi. Ai sẽ thuộc về mình và ai sẽ thuộc về đối thủ đây? Kèo này vẫn phải lấy init đi chứ. Kèo này vẫn phải lấy init đi chứ. Ủa, bên kia Sun với Mai, à bên này có Ken. Em mới gặp anh đấy dài, mẹ con Google hồi sinh anh thật là. Thôi. Anh xin chúng mày đừng săn anh nữa, để cho anh yên ổn đi. Anh xin chúng mày đấy, để cho anh yên ổn đi. Đừng có săn anh nữa, trời ơi. Để cho anh kiếm đồng ra đồng vào tí. Chúng mày săn thế anh sống sao nổi. Để cho anh kiếm cái đồng ra đồng vào các em. Săn thế anh chịu theo được. Mẹ. Cho anh kiếm cái đồng ra đồng vào em nào. Cuộc sống đã khó khăn rồi. Bây giờ mẹ anh em mẹ. Toàn mẹ thợ săn hải tặc thế này. Toàn thợ săn tông sư đây. Chết tôi rồi. Toàn thợ săn với hải tặc với cả thợ săn tông sư cái này thì chịu rồi. Sao mà đấy chỉ dùng WeChat thôi, bây giờ có WeChat rồi mà xếp được. Bên đấy có WeChat rồi mà, WeChat của Trung Quốc mà, WeChat bây giờ dễ hơn đi, WeChat Việt Nam mình cũng tạo được mà. Thôi nhá, anh em đừng có săn tôi nữa, tôi xin anh em. Ui đồ, đánh cái này thì em sống như đéo được vậy. Mày biết mình chết à? Bên đấy giờ chỉ có xài WeChat thôi. Sao bên đấy chỉ có xài WeChat thì chả xài được cái gì. Anh em đừng săn tôi nữa nhá, tôi xin anh em này, tha tôi để tôi gặp mấy ông tây đấy vậy. Mẹ toàn thợ săn tông sư này chịu sao nổi. Sức nào đâu mà chống được anh em. Sức người không chống được, anh em tha tôi. Tầm này đuối lắm rồi. Tầm này đuối lắm rồi anh em ạ. Lướt top top vẫn được, ừ top top bên đấy phải gọi là top top đâu, đo gì chứ. Bên đấy thì thịnh là WeChat đấy cả, ừ, top top thôi, đo gì đấy. Ừ không ai chắc chị thì anh em nói chuyện lên cho vui xem nào. Phải livestream để nói chuyện mà đéo thấy ông nào nói chuyện buồn. 100 người xem, 100 like, quá chuẩn luôn à, cảm ơn Duy Vibu nữa, nhưng mà thiếu em ạ. Anh vẫn chưa nhận được 100k Vibu, buổi tối ngày hôm nay anh mới được 40 rồi em ạ, vẫn thiếu mất 60 nữa. Bây giờ ai sẽ người gánh 60 còn lại đây. Vấn đề là 60 còn lại ai gánh cho anh đây. Nhau chết kìa. Quan trọng là 60 còn lại thì ai gánh? Tôi à. Mẹ tôi toàn chơi kèo mẹ 60 mẹ. Mẹ bên này anh em săn tôi mẹ còn hơn săn quái vật. Bên này anh em săn tôi mẹ còn hơn săn tuần hú. Anh em bên này mẹ săn tôi mẹ như mưa như bão này, tôi chống thì đéo được đi. Tôi đang không biết game này thắng kiểu gì đây. Các ông bên đấy săn tôi mẹ như thế này thì tôi chết mất rồi. Anh em săn tôi này tôi chịu nào nổi. Mai. Sao không phải là Mai. Trời ơi sao không lao vào Mai, lao vào init để làm gì nữa, để lao nó chết ở đây. Nó chết đấy thì ai cứu nó nữa. Andy ơi cứu em. Mai nó vừa kêu lên một tiếng gọi cho người yêu thân thiết của mình, đó chính là Andy. Nhưng Andy thì không thấy đâu mà chỉ xuất hiện Gigi và Leona mà thôi. Mai đang tỏ ra tuyệt vọng.
cho một cú phong ấn gì ở ninja nín của mình. Ờ lại nói ninja lại liên tưởng đến One Piece. Ông ninja ở Wano ấy nhở, nín nín. Nếu như nói nín nín anh ạ, nhớ ra quả nín nín nhá. Nhớ ra quả nín nín. Đó, đi mãi là ninja mà anh em đúng không, mãi ninja mà là nói chuyện chơi vui vẻ tiền bạc quan trọng gì anh ơi. Cảm ơn hay hay nhá, nhưng mà vẫn là quan trọng nhá. Vẫn phải quan trọng em ạ. Đánh đây à, vi phạm vẫn đang chơi đi rồi. Nhìn nín ngay chứ lại. Nhìn nín này, ái là hết rồi nhá. Hết nhìn nín với chúng tôi nhá. À, mày có con init bên này đó. À cái gì nhỉ, con Sun bên này nó đuối. Nó không được khỏe như con Sun kia nhỉ. Nó cũng hơi đuối một tí. Ok anh em ạ. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Chào 78 anh em nhá. Ừ, cứ lên 100 người rồi lại tụt 100 người. Điêu thật. Peno, no me. Pina normal. Rồi, là có tư chất 15 rồi. Vậy là có tư chất 15 rồi anh em ơi. Căng rồi. Penormal. Penormal. Kèo này bắt buộc phải lấy mày lý rồi anh em ạ. Đúng không? Mày lý. Sao không thấy số Bobo nhỉ? Đấy, Đoan Lê chuẩn bị con đấy nó nói cho em biết rồi đấy. Chuẩn bị con Nightbot nó nói cho em biết rồi, Lê Đoan ạ. Ờ. Nói về con Nightbot nó phải lên đi ạ. Ờ, con Nightbot đâu nhỉ? Em nó có những cái gì vậy anh em? Đấy, mẹ vừa nói con Nightbot ở đây đéo phải. Con Nightbot này ngu à, không được việc à? Ồ, chắc chắn anh Khoa nhá. Ờ, con Nightbot này nó bị ngu à? Bây giờ nó phải nhìn chiếc mò nó phải tự nói chứ. Ui rồi anh tôi à? Đấy, sao lại vừa nãy Lê Đoan nói mà nó không hiện ra nhỉ? Ui thật. Anh tôi đéo sợ. Anh tôi sợ đéo đấy anh tôi. Giết mẹ anh tôi đã, xong thì tính tiếp. Giết anh tôi thì tính tiếp. Giết xong anh tôi đến chị tôi đúng không? Giết xong anh tôi đến chị tôi. Vợ anh chắc nhiều axit lắm. Axit sulfur sophonic đi. Nhưng mà để Sun kéo này hơi rén đấy nhỉ. Né. Rút kinh nghiệm, Sun vừa chết ở ván trước thì chúng ta nên né tốt hơn nhỉ. Đéo ngu, đéo cái ngu nào bằng mẹ mình dân bõ mà nó đấm. Thôi bỏ mẹ. Thề luôn, đéo cái ngu nào bằng cái ngu này đâu. Né. Thề các bạn, đéo cái ngu nào bằng cái ngu này đâu. Tất cả cút ra. Mẹ giờ tỉnh rồi. Cái này nó đấm mình mất. Cố lên. Chém vào nội tại nó đi. Benny ơi, mày cứu anh một mạng rồi. Mày cứu anh một mạng rồi Benny ơi. Mày cứu anh một mạng rồi Benny ơi. Cảm ơn mày nhá. Cảm ơn Benny nhá, không thì chết. Ủa, nhận được 30.000 vĩ mộ của anh trai hay có mì tôm. Ờ, cảm ơn Lê Đoan nhá. Thank you Lê Đoan nhiều. Cảm ơn Benny nhá, đã hy sinh mình vì nghĩa lớn. Ôi ôi, nhưng mà đi phải lên bàn tay rồi kìa. Giết con Angle trước. Sau đó chúng ta lấy nội tại chỉ đánh. Thôi đừng. Đôi bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Đôi bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Đôi bàn tay của em. Bút tí thủ đã. Ờ Phượng Phượng anh giết nó rồi. Ôi thôi Julia mày cố tên này mày đánh vào nội tại của nó đi. Tại chứ không để thằng Sun đấm như chết cha Sun đấy. Nào đối thủ quýt hơi như anh Penomo đã phải nằm xuống sau tình huống Sun xiên chết Angle. Angle không kịp nhả ra những hương vị độc đáo của bản thân mình với chất tóc màu tím lỏng lỏng nhất nhèo lên người của ai, và đó là chiến thắng tiếp theo dành cho Minxi Pha Kè. Đối thủ tiếp theo Phúc Quốc. Ờ mẹ em ấy vãi cả sói à. Ờ đúng không, Phúc Quốc nghĩa là phúc sói à. Mẹ căng thật anh em ạ. Đây là phúc sói đến từ đâu vậy? Càng quá anh em ạ. Còn nửa chặng đường thôi anh Hà Việt Anh. Nửa chặng đường, nửa quãng đường còn lại sao mà xa xôi quá. Đã thổ ấy. Nửa quãng đường còn lại sao mà xa xôi thế vậy.
xa lắm mà Việt Anh ạ. Nửa quãng đường còn lại xa xôi lắm. Xa xôi lắm. Địch lại gặp con nào hát giảm nộ rồi. 3 thắng 3 thua là đẹp rồi anh người hè hè ơi. Sao em nói câu như vậy? Sao em nỡ lòng, sao em lỡ làm lòng nào em lại nói câu như vậy? Sao em lỡ lòng nào em lại nói câu như thế? Khó rồi em ạ. Sao em lỡ vội tin những lời ong bướm hôm nào? Sao em lỡ vội tin những lời thì thầm chán chê? À, con kia nó lên nội đại khiêu khích ấy. Nó lên mặt quỷ, chết tôi rồi. Nó lên mặt quỷ mới chết tôi chứ lệ. Lấy một con vào làm mồi vậy. Không tiên liệt thì nghỉ mẹ mày đi Benny ạ. Thôi xong. Thôi xong. Thôi thế là thôi. Thôi thế là thôi. Duyên tình khôi mặn nồng. Duyên tình đã lỡ. Duyên tình đã hết 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 hết. Tình ơi. Tình là hố sâu. Tình là hố đau. Tình là cái tình mà linh phình phình. Thế mà không thấm vào đầu với nó kìa. Nề đoan nghỉ thôi á. Nãy chơi thổ bảo Benny tè đi như con. Giờ này con nó đây em. Giờ này đang làm con của nó đây. Cày thật. Nhớ hiểu vậy, ba con băng mà nó lại đánh con Kula được. Tài thật. Giờ đang là con của nó đây em. Benny đã có búa. Quái thật. Vẫn là cơ hội anh em. Cơ hội chỉ đến dành cho những người thật sự. Cơ hội chỉ thật sự đến với những người trân trọng cuộc sống này. Để mới đi anh còn vác tướng đi thua. Cơ hội nó sẽ đến với những người trân trọng cuộc sống. Cuộc sống này đang trân trọng. Nhìn lát mấy con ra rồi nhỉ. Mẹ, mình thua rồi à? Lên mặt quỷ thua rồi. Thế là xong. Thế là xong. Ngủ anh ơi ạ. Vãi cứ ngủ ạ. Mẹ. Tí nữa thì ngủ thật. Tí nữa thì đi ngủ thật. Tí nữa thì ngủ thật ạ. Tí nữa thì ngủ anh em ạ. Tí nữa thì chúng ta hết cơ hội để còn thức với nhau. Ở đây đến từ xe 111. Tí nữa thì cơ hội ngủ chúng ta cũng không có. Thế em được Ken không vậy? Ui mẹ, Ken lại với Athena lại một lò với nhau này chết thôi. Ken với Athena một lò với này thì chết thôi. Lấy những con nào có hiệu ứng đi. Ken với Athena lại một lò ấy. 65 TP rồi là sao nhỉ Hà Việt Anh nhỉ? Kèo này giết Athena trước thì mới có cơ hội.
Ui, cơ hội đến. Thần tài lên, thần tài lên, ê lên lên lên. Thần tài lên, thần tài lên, ê lên lên lên. Thần tài lên, thần tài lên. Cơ hội đến và thần tài đến. Phải đấm nó ngay đi em. Để nó sống thì mình chết. Thần tài lên, thần tài lên, ê lên. Thần tài lên. Phải vật con đấy chứ, mẹ vật con kia để chết à? Đấy hết nội tại kìa. Đại đế hết nội tại kìa anh em kìa. Sợ thật. Đại đế hết nội tại kìa. Đại đế hết nội tại kìa. Hay quá được quả khiêu khích. Thần tài đến, thần tài đến, ê, thần tài đến, thần tài đến, ê, đê, đê, đê. Thần tài có đến nổi hay không đây? Thần tài có đến được với chúng ta hay không đây? Thần tài có đến với chúng ta không? Choáng lại đấy. Choáng quả vở hơi thật đấy. Lại để một con lên. Mình lại đế chết rồi. Dén thật. Mẹ hy vọng này. Thằng Ken đập đau thật. Đau quá nhỉ. Đợi khiêu khích mà nó mới phản được à? Bộ đùi nhức nách thật. Bộ đùi nhức nách quá. Đồ nhức nách quá, mẹ đéo anh em là nói câu gì nữa à? Căng nỗi đéo là nói gì à? Im tin tít vậy. Mẹ lại giải ra. Căng nỗi đéo ông nào nói gì luôn. Mấy cả kèo. Kèo căng nỗi đéo ai nói câu gì. Kèo căng đến nỗi đéo ai nói câu gì. Xong rồi bảo sợ Arena nó nhảy. Đụng mẹ nó. Thua nhờ ạ. Mẹ hai con vút cho nhau vậy, tin quá nhé. Ôi, tin quá lại thề, nếu biết thần tướng thôi không lại đau tim thật. Nghĩa đau tim với hai anh em mình này, quá mẹ. Đi mẹ thần tài đến mà đau hết cả tim với ruột gan đây. Đi mẹ, đau tim thật sự. Nhìn chật vật quá Nguyễn Hải, mẹ. With Mario xe 70. Càng quá càng cứt rồi, đi mẹ vừa đánh vừa run. Nếu đếm nổi tướng thì bạn có bao nhiêu nữa rồi. Không đếm nổi mà theo bạn có bao nhiêu tướng rồi.
Đi chết. Cái này lấy ai vậy? Đi chết Google. Arena đua lon. Đi chết. Mày cái gì sao? Vãi cái thằng nguyên thống kia, đi đã ban cái mẹ bây giờ. Sư võ sùn vòi à. Tùng sư giờ này cũng sùn vòi nè. Không sát thường quyền mãi bắt đéo nhìn thấy cái này của nó rồi. Không nhỉ. Một lời khen hai lốt thì anh tôi không đổi đâu à. Căng rồi. Nhau bây giờ có tên 4 vậy. Đi vãi nhiều thời gian ngừng trôi vậy. Địt mẹ đánh con game mà cảm giác nhiều thời gian ngừng trôi vậy. Thế luôn. Cái cảm giác cái thời gian ngừng trôi thật sự. Đéo đánh từ nãy giờ đâu có tên 4. Mẹ ngừng trôi lâu rồi. Chuyện này ăn lá tay khỏe quá. Mãi bên mình còn phế mặt trình đồ vậy. Mãi đúng kiểu thời gian ngừng trôi vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ xin gồ hết nội tại kìa. Thời gian ngừng trôi lâu rồi. Mẹ sợ phán đánh Google trước. Yes! Cuối cùng chúng ta là người chiến thắng. Yes! Yes! Thế là đã liếm được rồi. Oh, căng thẳng thật vậy, đúng thật vậy. Thề anh em lâu lắm mới đánh cảm giác thời gian nó ngừng trôi lại. Thì phải thề đánh một trận mà cảm giác nó cứ mãi dừng lại ở tơn 3, tơn 4 vậy. Thì phải thề luôn, chỉ sợ lỡ một phát con Google mà nằm xuống hay là con gì nhở. Con gì nhở, con single nó nằm xuống thì đúng là thời gian ngừng trôi thật anh em ạ. Đáng sợ thật. Đúng cảm giác ngừng trôi nhở, anh em hiểu cái cảm giác vậy mới ngừng trôi không anh nhở. Thật sự, đây là cái cảm giác mà ngừng trôi, thời gian ngừng trôi lại. Không, vẫn còn ở đây các bạn nhá, bạn Huy Phạm vẫn còn ở đây rồi. Cô đã càng nhỉ, càng vãi. Mày có hôm nay không gặp thằng mẹ mày chít đi Black, mày hôm nay gặp thằng đấy thì đen đuổi nó cắt chuỗi của mình bỏ mẹ anh em ạ. Đúng không? Năm là cúc luôn à mẹ. Sợ rằng mình chỉ đê là một trong hai thằng nằm là thua luôn anh em ạ. Lúc này nó dồn mà mình không giết rồi đâu mà. Đua lo thì 7 ma, Athena thì mẹ còn phút nội tại. Ấy biết bao giờ cho chết, quả đấy chỉ một trong hai thằng nằm xuống là thua. Một trong hai thằng single hoặc là gì ạ? Đua lo nào à, single hoặc hoặc gì ạ? Google quay mở là nằm xuống là oằn rồi. Mày cắt clip úp nha anh ạ, ok Kaki. Đáng sợ đấy. Cũng thời gian đang trôi rồi. Anh em đánh kèo hiểu cảm giác lại mấy game cuối. Run nhong nhóc. Ờ có 2 lít tôi không ngõ mà, ok boy. Năm thì vẫn huy à? Không, sợ lắm đi ạ. À. Vấn đề nằm cái là nằm luôn cả hai con cơ. Không hiểu cái cảm giác mà một trong hai con chết là con kia chết theo. Mia hiểu không? Single mình là gì ạ? Con Google không hai UM mình đã hết nội đại rồi, chết hai lần rồi, hiểu không? Bây giờ đánh một phát đánh nhẹ phát là nó chết luôn, hiểu không? Đánh nhẹ phát là nó chết rồi. Một trong hai con nằm là mình nằm cả hai chứ không phải là vẫn thắng đâu. Chia sẻ cắt xê đi anh ơi ạ. À. Em mới đánh anh nhường anh xong đấy. Ok, cảm ơn Tuấn Lý nhá, cảm ơn các bạn đã nhường nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã nhường và ủng hộ nhá. Run thật sự lâu lắm đánh con game mấy game cuối anh run trong góc anh nhóc. Game 6 thì đánh run trong góc. Này đánh gấp quá nhỉ, mai con thành chả gắt thì sao anh em, mẹ không gắt làm sao mà liếm được 2 lít đúng không? Thế là tuyệt vời ạ, ok anh em, thế là tuyệt vời rồi. Tôi vẫn đang chờ tiếng kêu lên từ ai, chờ 2 lít vang lên dây chung của mẹ. 11:07 rồi, chẳng nghỉ đấy em, nghỉ thôi, chơi gì nữa, nghỉ thôi anh em, chơi gì nữa, lúc nào cũng được Huy Phạm ơi, ok nhá. Thứ năm like thì bắn tiền hay mai lúc nào cũng được. Anh em cứ uy tín là được chứ mình đâu quan trọng gì đâu, đúng không? Quan trọng là anh em mình trân trọng nhau là được, bạn trân trọng công sức của tôi không trân trọng kèo của bạn là được, đúng không? Ok anh em nhá. Thôi chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Thôi không chơi nữa, nay chu 11 giờ hơn rồi. Thôi cảm ơn mọi người, chúc anh em buổi tối chủ nhật vui vẻ, ngày mai đi làm việc hạnh phúc nhá.